xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay từ lúc mà thuận làm video chia sẻ về thị trường crypto cho tới bây giờ thì một trong những dự án mà nhiều bạn hỏi tới nhất đó chính là liên quan tới cyber miles đồng cmt thì cyber miles là một dự án mà thuận cũng không có theo dõi thường xuyên và đồng cmt thuận cũng không có đầu tư vào nhưng mà có rất nhiều bạn muốn biết về tài liệu liên quan tới dự án này cho nên thuận cũng làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn Trước hết tôi cũng muốn giải thích về cái mạng lưới CyberMiles này là như thế nào Và kế đó là tin tức được đưa ra đó chính là liên quan tới cái mainnet của CyberMiles sắp sửa được tung ra Tôi cũng muốn chia sẻ một số tài liệu về cái mainnet của CyberMiles Trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ đây chỉ vì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Dự án Cyber Miles là một dự án mà có rất nhiều bạn nhắn tin thỏa thuận từ bấy lâu nay Và trong thời gian gần đây nhiều bạn một lần nữa lại nhắn tin thỏa thuận về dự án này Tại vì chúng ta nhận được tin là mạng lưới Magnet, mạng lưới chính thức của Cyber Miles sẽ được kích hoạt Và dựa theo trang web chính của họ CyberMiles.io Thì 21 ngày nữa lúc mà thường làm cái video này Thì mạng lưới chính thức của Cyber Miles sẽ được phát hành Thuận biết là có nhiều bạn đã rất quen thuộc với dự án Cyber Miles này nhưng mà chỉ những bạn nào mà không quen thuộc với dự án CyberMiles này, tôi cũng muốn giải thích những tài liệu căn bản để các bạn có thể hiểu thêm về cái dự án này trước khi mà chúng ta nói tới tài liệu liên quan tới mainnet của CyberMiles. Trang web CoinCentral có một bài viết về tổng quát của dự án CyberMiles, tôi cảm thấy cũng là khá đầy đủ, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nói đơn giản nhất thì mạng lưới CyberMiles là một nền tảng blockchain được thiết kế để mà phục vụ cái ngành e-commerce hay là thương mại điện tử. Dựa theo cái white paper của Cyber Miles thì đây là một cái dự án được hỗ trợ bởi công ty Five Miles. Công ty Five Miles này là một công ty chuyên về thương mại điện tử hay là e-commerce ở Mỹ và họ có khoảng chừng là 10 triệu người sử dụng mạng lưới của họ và hàng năm thì chẩn đoán là giao dịch trên mạng lưới này là khoảng 3 tỷ đô la. Nếu như mà công ty Five Miles là một công ty đã hoạt động thì tại sao họ lại cần phải hỗ trợ cái dự án Cyber Miles này? lý do là với cái dự án Cyber Miles này công ty Five Miles hy vọng là họ có thể tạo ra những cái giao thức cùng với một cái thư viện hợp đồng thông minh để hỗ trợ cái ngành thương mại điện tử sau này để làm được điều đó thì họ đã chọn lựa sử dụng cái hệ thống đồng thuận gọi là Delegated Proof of Stake đây là một loại hệ thống cổ phần có nghĩa là đồng Cyber Miles này là một đồng mà chúng ta không có đào được chúng ta một lát nữa sẽ nói thêm một số chi tiết liên quan tới cái hệ thống cổ phần này và cái hệ thống này sẽ nằm trên một cái máy ảo Tương tự như là cái máy ảo của Ethereum Hay mà chúng ta thường hay nói tới là Ethereum Virtual Machine Nhiều bạn biết tới cái dự án CyberMiles này thông qua cái ICO của họ tháng 11 năm vừa rồi Lúc đó họ đã thành công kêu gọi được 30 triệu đô la thông qua ICO Và khi đó họ đã tung ra 420 triệu đồng CMT thông qua cái ICO của họ Sau này tổng số đồng CMT trên thị trường sẽ là 1 tỷ đồng CMT tổng cộng Hiện bây giờ tổng số đồng CMT trên thị trường là 697 triệu và hiện bây giờ đồng CMT là đứng hạng thứ 89 ở trên CoinMarketCap Market Cap và giá hiện tại là 9 cent cho một đồng CNT Khi mà thu nhìn vào cái white paper của Cyber Miles thì trước hết là cái white paper này họ đi vào một số tài liệu liên quan tới đồng Bitcoin và đồng Ethereum chủ yếu là nói về những cái hạn chế hiện tại của những cái mạng lưới này và tại sao lại cần có cái mạng lưới Cybermiles để có được một cái hợp đồng thông minh tiện lợi hơn cho cái việc thương mại điện tử. Nhưng mà câu hỏi các bạn cần phải hỏi là tại sao cái ngành thương mại điện tử e-commerce lại cần phải có cái mạng lưới phi tập trung này. Thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều những cái mạng lưới thương mại điện tử nổi tiếng như là eBay hay là Amazon. Và những công ty này đã phục vụ cái ngành thương mại điện tử từ bấy lâu nay và nhiều khách hàng của họ rất là hài lòng Ngay cả bản thân thuận cũng rất là thường hay sử dụng công ty Amazon.com Nếu như vậy thì tại sao chúng ta lại phải cần có mạng lưới Cyber Miles Một trong những lý do các bạn có thể nghĩ tới là những công ty như là Ebay hay là Amazon là những công ty lớn trong ngành thương mại điện tử Nhiều người nghĩ là tại vì những công ty này quá lớn cho nên cái sự tiến triển và thay đổi cũng rất là ít trong thời gian gần đây Tuy là bây giờ những công ty này vẫn còn phục vụ khách hàng rất tốt nhưng mà sau này thì nhiều người nói là có thể là không tốt như bây giờ. Hơn thế nữa những công ty này là những công ty tập trung cho nên cái quyết định là họ bán sản phẩm nào, bán cho ai và bán như thế nào. Ở cái mức giá nào là quyết định của công ty, thậm chí là họ có thể đóng băng chương mục hay là xử lý tiền bạc không thỏa đáng. Còn nhìn về một góc cạnh khác, nếu như mà công ty Amazon hay là công ty eBay là những công ty tốt thì họ vẫn có thể là bị hacker tấn công và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho khách hàng của họ. Những thiệt hại liên quan tới là tài liệu cá nhân bị đánh cắp hay là liên quan tới ảnh hưởng thu nhập của những người mà bán hàng trên mạng lưới của họ. Vì cái lý do đó, dự án Cyber Miles nghĩ là sau này chúng ta phải cần thêm một mạng lưới phi tập trung. Một mạng lưới phi tập trung thì sẽ rất là khác đối với mạng lưới tập trung hiện tại. Tại vì chúng thấy là những công ty như là eBay hay Amazon thì trước đây là những công ty nhỏ. Nhưng mà càng ngày khi mà họ càng có nhiều người tham gia vào mạng lưới của họ để mà bán và mua hàng. Thì càng ngày công ty này càng lớn lên và quyền hành của họ càng ngày lại càng nhiều nhưng mà nếu như chúng ta nói tới một mạng lưới phi tập trung thì càng nhiều người tham gia thì mạng lưới sẽ càng vững chắc hơn hệ sinh thái cũng sẽ lớn hơn nhưng mà không có một đội nào có thể quyết định tất cả cái điều quan trọng các bạn cần biết là cái hệ thống cybermiles này họ không có phải là muốn mở một công ty thương mại điện tử mà cái mà họ làm là làm một cái nền tảng liên quan tới thương mại điện tử sử dụng cái mạng lưới cybermiles này thì mọi người có thể là mở thương mại điện tử mua và bán sử dụng hợp đồng thông minh có sẵn trên mạng lưới này những cái hợp đồng thông minh này sẽ làm được những chuyện như là thanh toán bồi thường tiền hay là rất nhiều chuyện liên quan tới thương mại điện tử người mua và người bán có thể giao dịch trực tiếp làm cho cái phí giao dịch và cái giá sản phẩm có thể là thấp hơn cái ý nghĩ của họ là họ muốn làm ra một cái thư viện mặc trong thư viện này sẽ để rất là nhiều những cái hợp đồng thông minh liên quan tới thương mại điện tử mà tất cả mọi người có thể sử dụng có nghĩa là nếu như các bạn muốn mở một cái công ty thương mại điện tử phi tập trung thì các bạn không cần phải tự làm hợp đồng thông minh các bạn có thể là lên mạng lưới này và sử dụng hợp đồng thông minh có sẵn các bạn có thể nghĩ là chúng ta đã có rất nhiều những cái nền tảng liên quan tới hợp đồng thông minh như là ethereum và eos thì nếu như vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải có nền tảng hợp đồng thông minh của cyber miles cái lý do mà CyberMiles nói là cái hợp đồng thông minh của họ mạng lưới nền tảng này là chỉ chuyên về thương mại điện tử so với những cái hợp đồng thông minh khác như là của Ethereum hay là EOS là cho tất cả những ngành khác nhau không có chuyên về thương mại điện tử Một số lý do khác tại sao mà cái đội CyberMiles nghĩ là nền tảng của họ sẽ tốt hơn những nền tảng khác khi mà chúng ta nói về thương mại điện tử Trước hết là cái đội phát triển đầu tiên là họ sẽ dựa vào cái đội phát triển của Five Miles là một đội phát triển đã có nhiều năm kinh nghiệm trong cái ngành thương mại điện tử này. Dự án Cyber Miles này cũng có thể là dựa vào cái hệ sinh thái sẵn có của công ty Five Miles nhất là liên quan tới cái số lượng khách hàng đã giao dịch trên mạng này từ bấy lâu nay. Cái đó thì nhiều người nghĩ là cái đội phát triển của dự án Cyber Miles này là một đội phát triển cũng có nhiều tiềm năng. Trong đó có tiến sĩ Lucas Lu và tiến sĩ Michael Yuan. Tiến sĩ Lucas Liu, CEO trước đây là tổng quản lý của nhiều đơn vị ở công ty Alibaba. Tiến sĩ Michael John là trước đây đã nhận bằng tiến sĩ ở trường đại học Texas ở Austin. Tiến sĩ Michael John trước đây cũng là tác giả của năm quyển sách và cũng là một người thường hay cống hiếm vào những cái khô mở như là của Firefox, Fedora hay là JBoss. Một điều các bạn cần biết là cái dự án Cyber Miles này chỉ là một trong nhiều dự án của công ty Five Miles và cái công ty mà đứng sau lưng để mà nghiên cứu và phát triển cái hệ thống này gọi là cybermiles foundation cũng tương tự như là khi chúng ta nói tới đồng ethereum các bạn có ethereum foundation khi mà các bạn nói tới cardano các bạn có iosk hay là khi các bạn nói tới neo thì các bạn có neo foundation hay là ontology foundation cho đồng ontology nhiều người có thể nghĩ là nếu như mà một công ty nào đó họ muốn tạo một cái ứng dụng phi tập trung sử dụng hội đồng thông minh thì tại sao họ lại không tạo ở trên mạng lưới của Ethereum mà lại muốn tạo trên mạng lưới của CyberMiles thì một trong những điều mà chúng ta cũng thường nghe nói tới là khi mà các bạn nhìn vào mạng lưới của đồng Ethereum tuy là đây là một mạng lưới mà có nhiều người sử dụng trong thời điểm hiện tại liên quan tới ứng dụng phi tập trung nhưng mà cái khối lượng giao dịch thì lại rất là chậm ở trên mạng lưới này cho nên nếu như mà các bạn muốn tổ chức một cái mạng lưới thương mại điện tử thì mạng lưới của đồng Ethereum hiện tại có thể không phải là đáp án. Để giải quyết được cái vấn đề này thì hệ thống của CyberMile đã chọn lựa sử dụng hệ thống đồng thuận Delegated Proof of Stake. Đây là một hệ thống đồng thuận mà các bạn phải chọn lựa một số người đứng ra để mà giải quyết các giao dịch ở trên mạng lưới. Đây cũng là một hệ thống cổ phần chứ không phải là một hệ thống đào. Dựa theo cái white paper này nói là có thể là giải quyết được là 10.000 giao dịch trong vòng một giây và một lóc của hệ thống này là sẽ dưới 10 giây khi mà cái hệ thống này ra đời thì chẳng đoán là các bạn có thể nhận được 8% tiền lời hàng năm nếu như mà các bạn stake đồng CMT. Đương nhiên là càng lâu thì cái số lượng tiền lời các bạn nhận được hàng năm sẽ càng giảm xuống tại vì các bạn biết là cái giới hạn của đồng CMT chỉ có là 1 tỷ đồng tổng cộng. Còn về tại sao mà chúng ta phải cần có đồng CMT trên mạng lưới này rất là đơn giản tại vì mỗi lần mà các bạn giao dịch trên mạng lưới này các bạn cần phải trả phí và cái phí này sẽ được tính bằng đồng CMT. Đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải có đồng CMT. Những bạn nào mà đã tham gia dự án Cyber Miles này từ bấy lâu nay thì cũng mong chờ là nhận được tin tức tốt từ dự án này và cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được tin là trong vòng 20 ngày mạng lưới chính thức sẽ được đưa ra. Bây giờ chúng ta hãy chia sẻ một số tài liệu liên quan tới cập nhật mạng lưới chính thức của Cyber Miles. Cái máy ảo của Cyber Miles sẽ được kích hoạt. Ngôn ngữ lập trình sẽ là Lydia. Mạng lưới chính thức của Cyber Miles sẽ có 19 người được chọn lựa để đứng ra làm đại diện để thương cho các bạn thấy được trên tài liệu chính thức được đưa ra từ Cyber Miles là sẽ có 19 người đứng ra làm đại diện. Ngoài trừ 19 cái người đại diện chính thức này ra, chúng ta sẽ có 5 người đại diện phụ. 5 người này là họ sẽ chờ sẵn lỡ như mà những người mà đại diện chính thức bị hát hay là những người này không làm nữa thì mạng lưới sẽ tiếp tục hoạt động mà không có vấn đề nào. Cybermiles cũng sẽ đưa ra tài liệu liên quan tới CMT Cubes. Đây là một cái máy mà các bạn có thể là để đồng CMT vào. Dùng cái đó để mà nhận được tiền thưởng hàng năm. Và cũng có thể dùng cái số đồng CMT đó để có thể bỏ phiếu coi coi những người nào được đứng ra làm đại diện cho mạng lưới của Cybermiles. Cybermiles cũng sẽ đưa ra một thư viện hợp đồng thông minh liên quan tới thương mại điện tử như là họ đã nói tới ở trong cái white paper của họ. Và đồng CyberMiles, đồng CMT cũng sẽ được lưu trữ ở trong một cái ví điện tử gọi là NUMI. Sau khi mình thường đọc rất nhiều tài liệu liên quan tới mạng lưới của đồng CyberMiles, có một số cảm nghĩ thường muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nên nhớ đây là những suy nghĩ cá nhân của Thuận và đây là những tài liệu rất là căn bản. Các bạn cần phải xem thêm tài liệu trước khi mà ra bất cứ quyết định nào. Khi mà Thuận nhìn vào những tài liệu được đưa ra liên quan tới mạng lưới Magnet của CyberMile sẽ có một số điểm giống như là mạng lưới của EOS. Giống nhất là các bạn thấy được là mạng lưới này đã chọn ra 19 người đứng ra làm đại diện. Các bạn cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng 3 tháng khi mà mạng lưới của đồng EOS tung ra Magnet của họ thì đã gặp rất nhiều trở ngại. Và một trong những cái trở ngại là liên quan tới những người đại diện trên mạng lưới của đồng EOS này. Nhiều người đã rất là bất mãn khi mà họ biết được là những người đại diện trên mạng lưới của đồng EOS này có khả năng để mà đóng băng những cái ví điện tử. Tuy là mọi người đều phải thông qua bỏ phiếu nhưng mà khi mà tất cả mọi người cùng đồng lòng thì đây là một điều rất có thể. Các bạn cũng nên nhớ là lúc đó có một số địa chỉ ví, những cái địa chỉ ví này là liên quan tới một số vụ hát lớn hay là lừa đảo. Thì lúc đó là mạng lưới của đồng EOS đã tung ra tin tức là những cái địa chỉ ví này, tất cả những người nào đứng ra làm đại diện thì không ai được quyền giải quyết các giao dịch cũng đồng nghĩa là đóng băng địa chỉ đó làm cho cái số lượng đồng EOS không thể nào di chuyển được thứ gì nữa nếu như bạn cũng đã nhớ là một trong những người đứng ra làm đại diện đã không có đi họp và cũng đã không có nhận được tài liệu liên quan tới những cái ví mà cần phải đóng băng không cho phép để mà giải quyết giao dịch thì cái người mà đứng ra làm đại diện đó lại giải quyết giao dịch cho cái ví cấm đó và cuối cùng cộng đồng EOS đã rất là phẫn nộ và lại đòi để mà thay đổi người đại diện đó Mọi người đã bỏ phiếu để mà khai trừ người làm đại diện đó Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đang thấy là một người trong tay nắm rất nhiều đồng EOS Đã bỏ phiếu ngược trở lại và đã giữ chân được người đại diện đó Đây là một điều có khả năng xảy ra trên mạng lưới của đồng Cyber Miles Nhưng mà tôi cũng hy vọng là dự án Cyber Miles này học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ dự án EOS Kế đó các bạn thấy là dự án Cyber Miles Họ nói là họ có thể giải quyết được rất nhiều giao dịch trong vòng một giây 10.000 giao dịch trong vòng một giây so với con số của Ethereum là chỉ khoảng 10 giao dịch trong vòng một giây các bạn thấy là cái sự cách biệt quá xa nhưng mà một trong những điều mà các bạn đã thấy là tại vì mạng lưới của Ethereum sẽ là phi tập trung hơn so với mạng lưới như là CyberMile thì sẽ có những người đứng ra để mà làm đại diện sự tập trung sẽ cao hơn Tuy nhiên cũng như là Thuận đã chia sẻ đây không hẳn là một điều xấu Các bạn thấy là những dự án như là EOS thì cũng tương tự Sẽ có những người đứng ra để mà làm đại diện ngay cả dự án NEO cũng vậy Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái tài liệu chính thức được đưa ra từ Cybermile sau nói rất nhiều về làm sao mà họ lựa chọn những người đứng ra làm đại diện trên mạng lưới của họ Họ có những cách nào để mà chống lại những việc như là lạm dụng quyền hành trên mạng lưới và làm sao để mà xử lý những người mà gian lận trên mạng lưới của họ Nhưng chúng ta thấy là phần đông tất cả đều là lý thuyết Tới khi nào mà các bạn thấy được mạng lưới này đưa ra và hoạt động như thế nào chúng ta mới biết thật hư ra sao Tuy nhiên là họ có thể là rất thành công nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thực sự không biết tương lai như thế nào một điều mà thường thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là không phải tập trung là xấu vì tập trung là tốt. Không phải không có người làm đại diện là tốt mà có người làm đại diện là xấu. Tất cả mạng lưới nào các bạn cũng đã thấy là có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Có thể là trong trường hợp của CyberMiles, khi mà các bạn muốn làm một cái thương mại điện tử mạng lưới đó là phải cần có những người đứng ra làm đại diện để giải quyết cái giao dịch nhanh hơn. Vấn đề thường nói đây là chúng ta thật sự không biết được. Thường nghĩ là hệ thống nào mới là đúng thì tương lai chúng ta mới biết được. Ngoài cho những điều mà chúng ta mới vừa nói tới thì dự án Cyber Miles này cũng dựa vào một số yếu tố rất là quan trọng nếu như mà muốn thấy được sự thành công. Dự án này hy vọng là khi mà mạng lưới được kích hoạt thì mạng lưới đó có thể thu hút được một số khách hàng đi từ cái mạng lưới của Five Miles để mà qua mạng lưới của Cyber Miles. Điều đó có thể là giúp đỡ mạng lưới Cyber Miles tạo ra một hệ sinh thái rất là nhanh. Nhưng mà đây có là sự thật hay là không chúng ta vẫn còn chưa biết Tuy nhiên dựa theo tài liệu của CyberMiles thì công ty 5Miles này chỉ là một phần của hệ thống Sau này khi mà hệ thống lớn mạnh thì sẽ có càng nhiều người tham gia vào Thì cái sức ảnh hưởng của 5Miles sẽ càng thấp đi trong hệ thống của họ Nhưng mà những bước đầu tiên thì rất là quan trọng Một điều quan trọng khác nữa là dự án CyberMiles này nghĩ là những cái hợp đồng thông minh Những nền tảng như là Ethereum, Cardano, Neo, EOS và vô số những nền tảng khác không phải là giải pháp của ngành thương mại điện tử tại vì họ nghĩ là phải có một hợp đồng thông minh chuyên về thương mại điện tử mới giải quyết được cái vấn đề này thì đây có phải là sự thật hay không đó là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới có phải là không có ai có thể làm được mạng lưới tương tự như là Cybermiles trên mạng lưới Ethereum trên Cardano hay là trên Neo và các bạn cũng đã biết là những hệ thống nền tảng thì luôn tiếp tục cập nhật và vẫn tiếp tục để mà giải quyết cái cách mà mở rộng hệ thống của họ và một ngày nào đó giả sử như là Ethereum có Sharding có Casper thì tương lai em cũng có thể giải quyết được nhiều giao dịch thì liệu lúc đó là mạng lưới cyber miles có phải là sự lựa chọn đúng cho ngành thương mại điện tử hay là chúng ta vẫn có thể tạo cái sự tương tự trên những mạng lưới khác đây là điều mà thường muốn các bạn suy nghĩ tới nhiều bạn thì hay hỏi thuận là có nên đầu tư đồng này hay là nên đầu tư đồng kia hay là không thì các bạn cũng đã biết là rất là khó nói tại vì tất cả những gì chúng ta biết được ngày hôm nay chưa hẳn là sự thật ngày mai và đầu tư thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên thường không thể nào đưa ra lời khuyên đầu tư và thường cũng chỉ có thể ra đưa ra nhiều câu hỏi để mà kích thích cái sự tìm tòi của các bạn về nhiều vấn đề khác nhau như là khi mà các bạn hỏi là có nên đầu tư vào dự án cyber miles hay là không thì đây là những câu hỏi mà các bạn cần phải có câu trả lời trước hết là cái ngành thương mại điện tử có cần phi tập trung hay là không thứ nhì có phải cyber miles là nền tảng cần thiết hay là không hay là các bạn có thể tổ chức những cái ý tưởng tương tự ở trên những mạng lưới có sẵn như là ethereum hay là cardano hay là neo hay là eos thứ ba những mạng lưới nền tảng khác có thể là bây giờ chưa thể nào xử lý được nhiều giao dịch nhưng mà tương lai họ có thể là có nhiều cập nhật và mạng lưới đó sẽ xử lý được nhiều giao dịch hơn nếu đó là sự thật thì sau này có phải như mạng lưới khác là những mạng lưới cạnh tranh rất là mạnh đối với CyberMiles hay là không? Thứ tư, mạng lưới CyberMiles chọn lựa DPoS có 19 người đứng ra làm đại diện, đó có phải là một sự chọn lựa đúng cho CyberMiles hay là không? Và thứ năm, khi mà mạng lưới của CyberMiles được kích hoạt thì có thành công để mà thu hút khách hàng của công ty Five Miles qua mạng lưới của họ để mà tạo ra hệ sinh thái hay là không? Tôi nghĩ đây là 5 câu hỏi đơn giản nhất các bạn phải cần họ chính mình khi mà các bạn đầu tư vào đồng CMT bản thân thuận các bạn cũng đã biết là không có đầu tư vào đồng cmt này không phải là thuận thích hay là không thích cái vấn đề là thuận còn nhiều dự án khác thường theo dõi cho nên thì bây giờ dự án cyber miles là một dự án mà thường ít theo dõi và cái video này là chủ yếu muốn giải thích cho các bạn biết được dự án cmt này là như thế nào các bạn nghĩ sao về cái dự án này thuận có bỏ sót điều gì thì hãy comment ở phía dưới tại vì thuận biết là có rất nhiều bạn theo sát dự án này cho nên những bạn nào mà có thêm tài liệu thì hãy comment ở phía dưới để các bạn khác thấy được tài liệu này đây là tất cả những tài liệu liên quan tới đồng Cyber Miles tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Các bạn nghĩ sao về cái dự án Cyber Miles này? Các bạn có đầu tư nhiều vào đồng CMT hay là không thì hãy comment ở phía dưới để các bạn khác có thể thấy được suy nghĩ của các bạn. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới video này. Tạm biệt các bạn.